Xin chào tất cả các bạn nha. Sáng nay thì mình cập nhật tin tức thì mình thấy có một cái tin của luật sư Tạ Quang Huy. Luật sư này ở tại Melbourne và luật sư Huy cũng rất là nổi tiếng tại Melbourne ha. Hôm qua thì luật sư có post lên một cái thông tin về vấn đề là luật sư có cùng đi ăn tối với Bộ trưởng Di trú Úc, ông Alex Harker tại thành phố Melbourne, bang Victoria vào ngày tối 9 tháng 11 năm 2021. Thì trong cuộc trò chuyện của luật sư Tạ Quang Huy với Bộ trưởng Di trú Úc thì có cuộc nói chuyện liên quan tới vấn đề visa nông nghiệp. Thì trong cuộc trò chuyện này thì tác giả cũng có những cái đề xuất sự thay đổi mà chính phủ Liên bang Úc nên cân nhắc nhằm mục đích thu hút những đối tượng nhập cư để củng cố cũng như xây dựng nền kinh tế của Úc mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Với những cái điều mà thông tin mới nhất giữa cuộc nói chuyện của cố vấn luật sư Tạ Quang Huy với ông Bộ trưởng Di trú Úc, ông Alex Harker về vấn đề visa nông nghiệp như sau. Tác giả có bày tỏ sự hứng thú với visa nông nghiệp vì thể loại visa này nhằm tới những đương đơn sinh sống trong khối ASEAN và Việt Nam có nằm trong danh sách. Tác giả cũng rất là vui mừng khi được Bộ trưởng tiết lộ những thông tin đầu tiên này và Tạ Quang Huy sẽ chia sẻ những thông tin như sau. Điều thứ nhất, Việt Nam có nằm trong danh sách của visa nông nghiệp và chưa đàm phán xong. Có nghĩa là Việt Nam nằm trong 10 nước của khối ASEAN và đang trong cái quá trình đàm phán nhưng mà vẫn chưa có kết quả đàm phán xong. Điều thứ hai, visa nông nghiệp có dẫn tới thường trú, nghĩa là các bạn sẽ khi bạn nào lấy cái visa nông nghiệp này thì cơ hội tương lai của các bạn sẽ có thể là thường trú nhân tại Úc ha. Điều thứ ba, visa nông nghiệp được cấp để làm việc trong 3 năm, mỗi năm chỉ làm việc tại Úc 9 tháng và 3 tháng còn lại phải xuất cảnh Úc. Nghĩa là khi các bạn lấy cái visa này thì cái visa nó có thời hạn là 9 tháng. Sau khi các bạn làm xong 9 tháng thì 3 tháng còn lại các bạn phải về Việt Nam và các bạn không được ở tại Úc. Điều thứ tư, sau 3 năm làm việc với chủ lao động được chính phủ Úc phê duyệt thì đương đơn có thể kèm theo vợ chồng và con theo đơn định cư. Giai đoạn dẫn tới thường trú sẽ có điều kiện khắt khe. Ví dụ phải làm việc tại các trang trại đã được chính phủ Úc phê duyệt cho một thời gian nhất định. Nghĩa là sau 3 năm làm việc của các bạn thì các bạn sẽ nộp một cái hồ sơ để xin thường trú chủ nhân. Thì trong cái hồ sơ đó các bạn có vợ, chồng, con cái thì các bạn cũng được liệt kê vào cái hồ sơ này để xin thường trú nhân. Và theo như cái giai đoạn dẫn tới thường trú nhân này sẽ có những cái điều kiện bắt buộc khắt khe, có nghĩa là trong cái quá trình 3 năm các bạn làm việc tại đó có những cái nhân phẩm tốt, tư cách tốt hoặc là làm đóng thuế đầy đủ, hoặc là trong quá trình làm việc các bạn không vi phạm bất cứ điều gì và chỉ làm cho một chủ đó hoặc là ở nơi nhất định tại tại chỗ đó. Tất cả mọi thứ các bạn đều tốt hết thì sau 3 năm các bạn sẽ được xét duyệt cái hồ sơ để xin thường trú nhân, và trong cái hồ sơ của các bạn có thể sẽ điền tên vợ và con vô để kèm theo để xin được thường trú nhân tại Úc này. Và điều thứ năm là quota lao động cho mỗi năm là khoảng 1.000 tới 2.000. Theo cái câu thứ năm này theo mình nghĩ rằng là cái quota lao động á thì 1.000 cho tới 2.000 có nghĩa là có thể là bao gồm cả 10 nước ASEAN. Cái này là mình cũng chỉ là phỏng đoán như vậy thôi chứ không phải là riêng cho Việt Nam đâu ha. Theo mình nghĩ là cái quota lao động cho mỗi năm là khoảng 1.000 tới 2.000, có nghĩa là cái quota về visa nông nghiệp cho 10 nước ASEAN là tầm 1.000 cho đến 2.000 cho mỗi năm. Theo mình dự đoán là như vậy chứ điều này cũng chưa gọi là chắc chắn ha. Và điều thứ sáu, chương trình visa nông nghiệp sẽ được thực hiện bởi chính phủ song phương và không phải từ những doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân. Nghĩa là cái visa nông nghiệp này sẽ thực hiện bởi hai cái chính phủ nói chuyện với nhau, có nghĩa là giữa Úc và Việt Nam nói chuyện với nhau, không phải từ những doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân, có nghĩa là giữa Úc và Việt Nam sẽ nói chuyện và có những cái hướng giải quyết để mà ra cái visa này chính thức. Thì đây là những cái thông tin mà vị luật sư di trú Tạ Quang Huy đã có chia sẻ trên cái bài viết của mình. Thì mình cũng xin cập nhật cái bài viết này để gửi đến cho tất cả các bạn ha. Và sau những cái bài viết này mình nghĩ rằng là nó rất là tốt và cũng rất là mừng
cho những bạn nào lấy được cái visa nông nghiệp này, bởi vì sau này các bạn cũng sẽ được có thường trú nhân tại Úc và có thể đem theo vợ và con sinh sống tại Úc ha. Đây là những cái thông tin mình thấy rất là vui mừng và muốn gửi đến cho tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn được mình may mắn trong cuộc sống, và nhất là may mắn để lấy được cái visa nông nghiệp này, có những cái cuộc sống tốt hơn cho vợ của mình, cho con của mình sau này ha. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.